Rủ rừng quá bà xem nào. Red phong độ đang đi xuống. Michael Ballack. Mắt anh em ạ, làm mấy game PUBG mà mắt quá. Tôi Angry. Các đốt thì mất luôn. Không được anh em ạ. Món quà chính là xin tôi thế nên em tội. Trời ơi bắt tóc còn tìm không cho em tìm ui không tìm được sâu hết sĩ từ không cho em tìm. Làm gì? Ôi, vẫn vào. Chuyển đến kia cơ mà. Đây. Ui rồi hơi hơi dài, dự bóng hơi dài vào đấy ạ. Ui rồi.
chạy đi Ronaldo Roberto Carlos. Mày lừa. Vẫn bị cường quả đấy quá rồi cơ. Lỗi rồi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Rồi. Michael Ballack. Nhẹ quá. Không ai làm gì luôn. Kia cơ mà. Chắc không chọc đấy nhỉ. Đùa ấy. Khó hiểu quả đấy nhỉ. Quả vừa lấy dọc khe thế. Luôn.
Trời ơi. Sao hôm nay đá kiểu gì ấy nhở? Chán quá. Mà sao cứ đối mặt nó sút được vào khó thế, phải chọc khe mình ấy, ấn dưới chọc khe đằng bên đấy. Ê, quay đi quay lại chuyền đây xem nào. Lồn xuống cái gì vậy? Trưởng ở góc đấy không vào, sút góc bên mấy quả thế phải sút góc bên rồi. Cũng bắt được. Chuyền đi nào. À, khó quá ta.
luôn ạ. Ui giời. Giờ mình hôm nay mình thấy cảm giác cầu thủ của mình chạy kiểu gì nó cứ yếu yếu ấy. Trái tim em đã có một người chờ đón em. Chuyền đi. Luôn sút quá thế này. Mãi không sút được một quả. Mắc quay. Sao được mắc quay đấy. Ui giời ơi. Không chuyền vào được lưới của ông này. Ô chị quất ta. Đi chết.
Khó nhỉ. Làm nào vào được, sợ thật đấy. Khá khó chịu. Hôm nay mình đá một gì thế? Cầu thủ cứ kiểu gì yếu yếu ấy. Mệt mỏi đá. Chưa thắng trận nào, trận thua trận hòa. Cố thắng được nha bạn, sao mà lại cứ như này được. Có vào không? Mày sút được vào. Chiến thuật tôi vẫn ra như này. Sẽ chuyển ra đấy. Nhắm biên cả. Tôi đã dặn là sút. Góc nữa không? Ba của tòa. Ui, thằng nào ai đánh đầu ghê đấy. Mất luôn. Ây da. Zidane à.
vĩ chứ. Ơi bệnh góc rồi, góc rồi, đang ở góc anh em ạ. Mày này luôn góc rồi. Yếu nhỉ. Nó không chọc khe vào những cái đường kia nhỉ? Trời ơi. Vào thì chịu. Ui, phá ngay trên đầu mình luôn. Cứ lửa đi, cho dẫn dưới đấy. Giờ cứ toàn bắt ngay. Ui giời, đến đầu ghê đấy. Kiếm thằng nào. Ui giời, đến đầu này.
Hai cái màu áo này khó nhìn quá. Ủa đi. Múa ui chơi thẳng chân luôn anh em ạ. PM cuối còn để ăn PM. Bắt thế nào? Bắt hết giờ, à, chẳng thấy hết giờ rồi. Có gì ngồi đấy. Trái tim em đã có người chờ đón em. Wayne Rooney, Ronaldo, Beckham, Luxor, Ferdinand, Varane. Uy được cầu thủ kinh nhé. Mình xin không.
Ấy giờ cũng cứ lòng ghê đấy. Thanh xuân của người anh yêu đã lấy chẳng hứa gì, không có gì thôi cứ mất bóng vậy. Tí tuổi ui đẩy nó bắn ra ngoài luôn. Chưa cứ như thế thì không vào được, không thể vào được. Ui ai có thể để hết bóng đi. Đấy mấy quả đấy là hay thua mới vào đấy. Đây này, ZD đây này. Cát lốt. Hết giờ. Mất quả vô duyên thế nhở. Ui quả đấy là định truyền sang cho thằng Torres thế nào, truyền ấn ấn kiểu gì không hiểu nữa. Bắt đi Courtois à? Hay rồi. Chọc khe như này thì có phải ngon không? Ơi. Thế cày quá không vào kìa. Chuyền. Thế còn được. Chưa có mưa. Khỏe quá.
Trái hơn thua nha bạn. Mình xin. Ui sao vào ba quả Torres sút vẫn đập vào tay không vào. Argentina. Argentina nha bạn. Argentina vô địch World Cup của Messi. Messi, Di Mola, Martinez, Fernandez, Otamendi. Tí thì đi không nghe nó ngóng Ui giời ơi, mang nít rồi. Hết bóng rồi, hết bóng rồi. Bảo mày truyền cho thằng đấy à. Ui giời. Ai ông lại thích chọc khe lắm. Mất phá bóng hay quá, không phá khỏi đấy nó sút cho tung lưới luôn nhỉ.
đã đẹp như này vào câu giờ. Đá đẹp chỗ này bảo người ta không giờ. Ây da, sút vẫn không phải vào được. Hỏng rồi, Maxi đây rồi. Hết giờ. Chào chào ông nội ơi, đá gì nữa? Nào, nào. Bắt hết đường sang luôn. Khái đến cung đàn một ngày thì phải bị biệt ly. Cũng oán cũng sầu, tự tự cho nó sang đi. Sao phá vô quê bên thềm, cô chẳng hạnh phúc êm đềm. Vội đấy à? Đợi người đục trống người hai bên nước đường đồng. Dòng mặt thiên đi tiên người đi. Mây cũng không buồn người biệt ly. Ôi mất rồi. Chưa có mưa. Hôm nay mình gần sút vào một quả nữa là thắng luôn. Vị rồi. Ra đi bạn. Merci. 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 Khó nhỉ, không qua được nhỉ. Làm cách nào để qua được bây giờ? Ui giời. Tuyệt đá đấy. Tí thì toi.
Đây rồi. Ôi, tì ghê nhở. Tì tì cho gọi là. Thua chứ. Ui mày quá đánh đầu nhẹ. Quả đấy Angry bị tì, không làm gì được, chạy nhanh thế rồi mà vẫn bị tì. Không phải họ ghê đấy. À, hình như mày khả năng nốt trận đi, tôi nghỉ đây. Nốt trận cuối nghỉ nhá. Trận này xem có thắng được nào. Cậu thủ phong độ đi xuống hết rồi. Dụng ngàn thiên lý thiên người đi, mây cũng u buồn người biệt ly. Khóc cho chiến phận lệ động thượng thò đỏ sang ngang. Áo mây em cười màu hoa cưới, xanh lá phương trình cùng duyên mới. Em chiến thắng sang cuối, con đời từ biệt nhau. Anh thương đi thiên người đi, mây cũng buồn yên đi. Lúc chơi bật bóng rồi các bạn ơi. Cho riêng tình cảm tự tự cho đỏ sáng ngang. Áo mới vô quý bên thềm, có chẳng hạnh phúc em đây. Đợi con không qua được, không qua được, không không qua được, không qua được. Úi dồi, úi dồi. Nghĩ ra. Úi. Vấn đề biên nó à. Ông mình xin. Ô vào này, ô vào này. Anh Huy sút thế mà cũng vào được, ảo đấy nhở. Neymar, Neymar. Mắt gọn luôn. Có đầu giá của dưới bản ở đây. Phải thua bây giờ. Đừng có đùa với Messi. Ui giời, nó cứa giờ tí thì đi. Ừ, tôi đá bên này mà.
qua được rồi. Ui liều nhỉ, liều nhỉ. À, lỗi 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 vào đây mất bóng rồi mà lại lỗi may quá, thế là bóng lại trong chân mình luôn. Không sút được. Hết giờ. Đấy nhìn là biết rồi. Nhưng mà phát đấy thế nào lại qua được nhỉ? Ba phát không qua. Đấy, chưa. Ây da, tí chết. Ui. Ai giờ tí vào đấy, cắt lốt cứa vào cái đấy.
hay làm gì đâu. À nó phạm lỗi mình. Xoạc xoạc. Nhẹ thế. Phát rồi. Ui. Để mình muốn sang đấy để mình cứ lòng. Chứ vào đây dẫn thẳng là vào rồi. Việt vị. Cái gì nữa, thoát à? Cay quá thoát trận. Ông này cay quá thoát trận thật đấy nha. Thôi nghỉ đây anh em ơi.